được khởi công xây dựng vào năm 2010 và hoàn thành vào năm 2015. Khu di tích lịch sử Chuông Bồn bao gồm nhiều hạng mục, trong đó nổi bật là khu mộ, nhà che mộ 13 anh hùng liệt sĩ, thanh niên sung phong đã hy sinh trong trận bom sáng ngày 31 tháng 10 năm 1968 tại Chuông Bồn. Khu mộ nằm nét mình bên đồi thông già, nơi trước kia là hầm trú ẩn của các thanh niên sung phong cảm giác rất là xúc động và rất là bồi hồi mình chào dâng lên một cái niềm cảm ơn mạnh liệt và một cái một cái cảm cảm xúc rất là bồi hồi và tạo cho mình một cái cảm giác rằng là muốn muốn sống tốt hơn, muốn đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Một điểm nhấn đáng chú ý tại khu di tích này đó là bức phù điêu với họa tiết tinh xảo tái hiện cuộc sống, quá trình làm việc và chiến đấu của thanh niên sung phong, giúp du khách hiểu thêm về giá trị lịch sử to lớn của Trung Bồn huyền thoại. Khi mà đến cái khu di tích lịch sử Trung Bồn này thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái gì mà các anh hùng lịch sĩ ở đấy hy sinh đã làm cho Nghệ An hôm nay có thêm một cái động lực để mà cứ tuổi trẻ hôm nay là cùng góp sức làm cho Nghệ An sẽ tốt hơn, sẽ đẹp hơn để cùng cả đất nước mình xứng đáng với những cái gì mà những người trẻ tuổi năm xưa đã hy sinh. Khu di tích là nơi thể hiện sự tri ân đối với những công lao to lớn của những anh hùng đã ngã xuống. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho thế hệ sau, đồng thời tạo ra những sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, làm đa dạng các sản phẩm du lịch khi đến với Nghệ An quê bác